Rồi mình xin chào cả nhà. Lại một ngày mới cả nhà ha. Xin chúc cả nhà mình ngày mới được nhiều sức khỏe nha. Rất là mong muốn cả nhà mình trên mọi miền đất nước được nhiều sức khỏe cả nhà ha. Thì mình cũng nói cả nhà mình hôm nay nữa là mình ở đây là hai đêm ba ngày. Thì chương trình mấy anh em là hôm nay là nhất điểm là xong là đúng rồi. Nhưng mà ráng cố gắng là mấy anh em bàn là ráng cố gắng là xong trong buổi trưa hoặc tới 2-3 giờ về đến Sài Gòn mình là tập chiều tối là vừa. Rồi giờ mời cả nhà mình đồng hành với ba anh em mình cho xong ngày hôm nay cả nhà nha. Mình ra đây mấy ngày rồi, hôm nay mình mới thấy ở đây có một bé, cả nhà mình nhìn thấy một bé chỉ có ba chân thôi đó cả nhà ha, rất là tội đó, chỉ bác ba chân nhưng mà bé đi được cả nhà, không cần phải nói Xuân Quỳnh hỗ trợ xe lăn cho bé ha, tại vì cả nhà mình thấy bé có ba chân nhà mình, bé vẫn như là tắc này bị lâu rồi, bé quen rồi, bé đi được, nếu mà đi không được thì mình sẽ hỗ trợ. Nhẹ nha cả nhà. Đó, mở ra sáng ngày mở ra vậy cho các bé ra chơi thì dù có bích lại thì vẫn không ngợp thôi cả nhà ha. Rồi mình cho cả nhà mình xem các bé chơi đùa ở ngoài ngoài vườn buổi sáng nè. Đó. Nhìn thấy không? Rất là rộng rãi cái này ha, rất là rộng. Cái này mình thấy không, chơi à, rất là đông các bé, đông dữ lắm luôn á, mình nói cả nhà mình đông. Rồi để mình dắt cả nhà mình đi tham quan cái vườn này một vòng ha. Để chị Khánh mình dắt cả nhà mình đi tham quan một vòng. À như vậy là tạc, cái này là tạc đúng không chị? Chị ý là chị nói là cái này là bị tạc luôn, nói là đúng không? À hôm nay mình nói với cả nhà mình buổi sáng mình ra đây thì mình mới nhìn thấy cái khung cảnh này, thì các bé mèo thì ở đây cả nhà mình thấy nè, cái này là những cái tấm bạc mà bị rách thì chỉ nói là bị tạc, mình không có hình dung ra, bây giờ mình mới thấy rõ ở trên tấm trên mà kéo qua kéo lại đó. Dạ còn cái rách này thì chị mua ton cái này ha, cái này mua ton bắn mấy mặt này ngoài này nè sao. À tấm bạc ban ngày kéo lên. À tấm bạc đó ban ngày chị kéo lên để cho nó lấy nắng tụi nó đúng không? Là chị nói là tạc là mưa tạc là tạc ở trên nóc tạc xuống đúng không? Chà cái này thay bạc khó, tại vì cái sắt nó nhỏ quá. Cái sắt nó nhỏ quá nó bị quằn rồi. Bây giờ muốn thay muốn làm mà chế hệ thống to phải tăng gia cố sắt lại. Cái sắt nhỏ quá. À chị nói là muốn thay tấm bạc, thì tấm bạc thì xài không có bền, cái nhà mình biết rồi á, xài không có bền thì dễ hư dữ lắm, còn muốn thay ton rồi mà cái dàn kèo ở trên sắt này nó hơi nhỏ thì không có thay được, cái này muốn thay ton là phải gia cố thêm xương mới thay ton được, thì cái tiền ton này thì không có nhiều lắm đâu cả nhà mình, tiền ton này mình thấy rồi không có nhiều, để coi bề ngang này 4 mét, bề ngang này 4 mét, chạy dài lên trên đó là khoảng cỡ chạy dài bao nhiêu chị biết không?
À dài 15 mét là 10 là 15 tấm, 15. 15 tấm mà nhân cho 4 mét vuông, 4 mét một tấm. Là một tấm 4 mét vuông, 10 tấm là 40 mét. 4 năm 20 là 60 mét ton. 60 mét ton thì cả nhà mình nhân cho 80.000 một mét, tại ở ngoài này nó mắc hơn trong mình. À, ton kia mình mua 80.000 đó thì ton này cũng phải 80. Thì đó mình nói cả nhà mình không có nhiều, chẳng qua là giờ cái khung sắt nó yếu quá mà muốn làm á thì phải gia cố. Cả nhà biết cái này giờ mấy cái hàng giấy cơm nè. Đúng không? Mấy cái hàng giấy cơm hay là sao đó, giấy cơm á. Hay là tụi nó ị ta. Dạ, em không biết nữa. Chắc hàng giấy á. Hàng giấy. Ở đây là nguyên một khu vườn của chị Ngọc và chị Khánh, rất là rộng, tụi nó chơi cả nhà mình thấy không? Rất là thoải mái. Hồi này quá rộng luôn rồi. Chơi sướng luôn. Con 25 giờ trăm mấy. Nghe 25 giờ trăm mấy hả chị? Dạ. Có nghĩa là xung quanh này cả nhà mình thấy nè, những cái xung quanh cái bờ bao này là chị Ngọc với và chị Khánh đã làm toan xây trận hết rồi, các bé không có ra bên ngoài được. Có khi nào có đứa nào trèo ra mất được đứa nào không chị? Dạ, không có, có chị đã cứu hai con. Về rồi nó hồi lúc trước là làm dưới 40, nhưng mà nó leo ra ngoài nó sợ quá rồi làm gì chứ chắc. Bây giờ ta làm toan. À. Thì lúc xưa là chị Ngọc và chị Khánh là còn có kinh tế đúng không, là lo được đúng không? À, lúc xưa là nói chung là kinh tế có thì lo cho tụi nó đó. Mình với dắt ra nhà mình đi hết một khu vườn của chị Ngọc và chị Khánh rồi ha. Thì bề ngang chị nói là 25 mét, dài 100 mấy hả chị? À, giờ ra 3.000 mét vuông. Qua tới bên kia cái bờ ton thì ở đây là trồng tiêu. Tiêu mà cái này trồng chơi thôi chứ có thu hoạch buôn bán gì được không chị? À, rồi ha. Công nhận các bé ở đây là cuộc sống thoải mái nhất. Cái miếng nhờ miếng đất đó quá rộng nè, có cuộc sống thoải mái. Vậy là chín, vậy là hái chưa? Dạ, vậy là phải hái rồi. Bận quá trời chưa có hái được. Còn không trái cũng không nhiều. Dạ. Này mình hái mình bán cũng được mà. Cái này dạ, dạ, hay bán được. Mình chín quá hả? Dạ. Cài lắm đúng không? Điều này ăn thơm. Dạ, thơm lắm anh. Hai mở rồi. Ủa sao dễ hái thấy mà đụng vô mà cái này ăn được không? Dạ, dạ được anh, nó đã khô rồi đó, nó tự tử trên nó khô luôn. Cả nhà mình thấy các bé có cuộc sống thoải mái không? Nhưng mà tụi nó đương nhiên nó phải dơ cái nhà ha, dơ là dính đất á, tại vì đất đỏ mà nó đào hang nè, cái nhà thấy không đó, mấy ảnh á, thấy coi nó đào hang nè, đó nghe chưa, trời ơi, ở đây là cái vị trí chơi đùa của các bé quá, đúng rồi, nó chọn khu này đúng luôn, cả nhà thấy. À, vẫn để nước rồi cho tụi nó uống hả, rồi rồi nó chơi rồi. Đào này là giống như là cái công viên của các bé rồi, quá lớn quá rộng. Khu này là khu nhà mèo. À, ở đây là ra để chơi, xong rồi có mưa gió thì leo vô trở vô lại. Hi, có bên kia có ra được hay gì kìa. Dạ bên đó có đường hẻm. Cả nhà mình cũng thấy đó, các bé mèo ra đi chơi được nè. Quá rộng, đâm ra đất đó, có thì nhưng mà mưa gió thì ở ngoài này không thành vấn đề, là các bé leo vô trèo trong đúng không? Có cái đó, dạ. Còn cái này là nắng, mà nắng thì các bé ra đi chơi. Dạ. Quá rộng này là mình quay. Mình nó không có làm đi mất được, tại mình rào hết. À, rào hết trên dưới, rào bung bung là hết. Thank you.
nhà mình thấy cá ba mèo rất là nhiều, rất là đông, lên nằm lên trên cầu thang rồi. Cũng ngõ ngách vậy, chỗ nào cũng có. Thì những cái tấm này, những cái tấm bạc này là giặt của các bé nằm giặt phơi cho tụi nó. Giặt phơi cho tụi nó đi nè. Quá trời. Quay cho cả nhà mình xem cá ba mèo rất là đông. Hầu như là nằm có chỗ nào có kẹt, có góc là tụi nó nằm. Chui trong đây. Cơm gì cả nhà thấy. Nhiều lắm. Con này giống con chiêu tài của mình này cả nhà mình. Cái màu này giống chiêu tài mình không? Nó bự hơn xíu. Bên đây phòng. Thì muốn kêu mình là hỗ trợ cho chị cái máy bạc này, cái thai bằng ton để cho nó khỏi hư. Cả nhà mình thấy nè, bề ngang là 15 mét, bề ngang là 15 mét, chiều dài ton gối đầu luôn là 3,5 mét trên một tấm. Thì cả nhà mình tính ra rất là nhiều, nhưng mà khó nhất cái là ở trên nó đã có lưới, ở trên nó đã có lưới giáp dòng hết, che giáp dòng hết nó. Cả nhà thấy ha, giáp dòng hết mà bây giờ là một cái máy ton nằm dưới lưới thì cũng không được, mà trên lưới cũng không được, tại vì ở đây nó lưới đã gối đầu lên ton nè đó. Mà cái độ bay của cái nhà này, hiện giờ cái độ dốc của cái nhà này là không thể nào lòn tấm ton nằm dưới máy này được. Mà ý chỉ muốn là mình làm là 15 mét bề ngang, nhưng mà chia ra làm ba, có nghĩa là mỗi một bên năm, một bên hai bên hông cánh gà là 5 mét chết, còn chính giữa là 5 mét sống, là để kéo cái tấm ton chạy qua chạy lại để lấy nắng vô cho các bé và phơi đồ. Đó, nhưng mà cái chuyện mà kéo cái máy ton mà kéo qua kéo lại di chuyển thì đối với mình thì cũng không có khó, rất là dễ. Nhưng mà quan trọng nhất là ở đây nó đã dướng díu rất là nhiều, không thể làm được. Cái nhà thấy không, dướng díu hết. Ở trên là lưới, một mặt này là lưới chồng lên ton, mặt kia là lưới ton chồng xuống lưới, và cây cối nó che. Nói chung là muốn làm thì phải nói là rất là kỳ công luôn. Tại cái này, nếu như mà đừng có cái này á, mà chỉ xin như vậy rất là dễ, là ví dụ như mình chỉ tốn tiền công và tiền sắt và tiền thợ ba món rất là dễ làm. Còn giờ nó đã có như vậy là phải chỉnh sửa hết cái này luôn, là không có thời gian để mình làm. Nếu mà tiền lưới tiền công với tiền sắt mà không, chưa có cái này làm mới á, nếu mà hô cái này làm mới thì không bao nhiêu tiền, còn bây giờ chỉnh sửa lại là chỉnh sửa không được. Cả nhà mình ơi, khó lắm. Để cho mưa, đúng là mưa rồi, nó tạt vô đây thì tụi nó chơi hết cái sân này. Làm như vậy thì nhân tốt, và đồng thời là có được cái chỗ phơi đồ, nhưng mà nó vượt quá cái công của mình. Công thì rất là khó khăn, mà đi làm này rất là nhiều ngày, mà thợ là phải hiểu biết làm thì mới làm được cái máy che di động được, mà cái đó máy ton di động. Còn nếu mà thợ yếu là không làm được, vì cái chỗ đó mà muốn làm là mình phải có trực tiếp ở đây hỗ trợ, mà mình nghĩ là chắc vẫn mất cả tuần lễ mới xong được cái này, thì có lẽ là không giúp được chị rồi. Quá nhiều. Nó không chịu ra luôn hả chị? Chị kêu ra chứ em thấy gì nằm rất là cây khó dữ vậy. Mình không dám bước chân đi luôn cái nhà mình. Chỗ nào cũng có đó. Cơm ăn với gạo lứt cả nhà. Yeah. Mình làm cái món tối. Còn kia mình gắn hơn.
xong một mặt tiền phía trước cả nhà mình ha. Đó, cả nhà mình thấy không, xong một mặt tiền rồi. Giờ vô một cái vách bên hông bên tay phải của nhà mình nữa là xong. Cả nhà mình thấy nhìn thấy chắc chắn thẳng thớm luôn cả nhà mình. Đẩy nhẹ lắm nha cả nhà mình, có nghĩa là chị Ngọc và chị Thấm đẩy rất là nhẹ nhàng, tuy rằng lớn nhưng mà rất là nhẹ nhàng. Rồi cả nhà ha, chắc chắn không? Thì sẵn đây thì mình cũng nói luôn cả nhà mình, thì hai anh thợ này là ở dưới quận 12 mình là ở bên Hóc Môn, thì là chuyên làm hồ và làm sắt luôn, hồ cũng có mà sắt cũng có. Cả nhà mình mà ở khu vực quận 12 hay là Hóc Môn mà muốn làm sắt hay là muốn làm hồ, nói chung là nhà ở hoặc chuồng mèo chuồng chó nhà, nói chung là tất cả những gì mà sửa chữa nói về sắt hồ thì cả nhà mình có thể liên lạc hai anh thợ này đi giúp giùm cũng được. Số điện thoại bao nhiêu? 0395 rồi 129 rồi 47. Rồi cả nhà mình nghe số điện thoại của hai anh thợ ha, 0395 129 00 hả, 347 0295 129 347, đó là số điện thoại của mấy anh thợ. Rồi như vậy là còn một mặt này nữa thì là mình được phép về rồi cái trời ha. Cái phần còn lại ở phía sau thì chị Ngọc rất là muốn xin với cả nhà mình, mặc dù tiền của mình vẫn còn dư để làm phía sau là được, nhưng mà làm phía sau mình nói thì cả nhà mình phải ở đây từ 7 ngày đến 10 ngày nếu mà làm phía sau. Thì bây giờ là ở nhà mình đang cần mình về xử lý mấy việc cũng hơi gấp, đành phải đi về dạy gác phía sau lại. Thì phía sau thì tiền thì mình cũng có thể làm đủ nhưng mà cũng có thể thiếu, tại vì phía sau rất là nặng tiền công, chắc có lẽ là thiếu nhiều hơn đủ, thiếu mà thiếu ít thôi. Nhưng mà rồi sẽ hết cái vốn mà để như là chị Khánh xin để làm vốn buôn bán kiếm lời cho các bé đó, sẽ thiếu phần đó. Mặt bên trong này thì mình nói cả nhà ha, là mình xin bắn toan mấy trong mình bắn ra, tại vì lật tấm toan lại cho cái màu ấy vô trong luôn. À, mình xin bắn mấy trong bé bắn ra, tại vì ở dưới khúc dưới bắn ở ngoài bắn vô thì không được, tại vì nó vướng cái vách cũ, mà cái vách cũ qua bên kia nhà thì hơi khó. Và đồng thời là phải muốn bắn là phải mở cái vách cũ ra, mà cái vách cũ nó mở ra thì nó sẽ tùm lum, tại vì chỗ đó là mình phải bắn ở trong bắn ra nha cả nhà mình, mà cả nhà mình thông cảm khúc này. Rồi bây giờ hôm nay còn chút xíu nữa là xong, thì thợ trong quá trình hoàn thiện thì vật tư và công thợ mình đã ra rõ ràng, thì bây giờ mình sẵn chờ vợ thợ xong thì mình xin trình bày hết cho cả nhà mình xem để cả nhà mình nắm rõ cho mình ha. Thì cái tờ hóa đơn này là mua sắt cả nhà mình, sắt 25-50 nè, rồi giá nè 203.000 một cây, thì tổng tiền là 5.340.000 cả nhà ha, 5.334.000. Thì mình cho rằng cái này là tờ hóa đơn số 1 cả nhà mình nhớ ha, 5.334.000 một tờ. Rồi cái này là mình cho là tờ hóa đơn 2. Rồi gió vô bài. Tờ này là tờ hóa đơn 2 cả nhà ha. Thì cái tờ này là tờ để mình mua mua những cái món đồ linh tinh này cả nhà ha, ốc vít bắn toan đồ đá cắt que hàng đồ các thứ, mua những cái linh tinh ha, cần thiết giống như là sắt, mua thêm một cây sắt bự nè, rồi đá cắt 10x15 nè, rồi que hàng nè. Thì tổng tờ hóa đơn này là 707.000 là tờ hóa đơn 2 nha cả nhà mình. Rồi tới tờ này, tờ hóa đơn 3. Thì mình cho rằng tờ này là tờ hóa đơn 3 cả nhà ha. Thì cái này là tờ cái này là mua toan cho cả nhà mình. 26 tấm nhân 3 dăm rưỡi. 26 tấm nhân 3 dăm rưỡi mà cái giá tiền
số điện thoại. Như cái này cái gì rồi? 26 tấm nhân 3,5 triệu. Rồi đặt cọc trước còn lại là 5 triệu 5 triệu 510 ngàn là tờ hóa đơn 3, 5 triệu 510 ngàn tờ hóa đơn 3 ha cả nhà ha. Cái tờ này cái tờ đi chích ngừa tiêm dại của mình, tại mình lấy cuốn sổ, mình lấy cuốn sổ chích ngừa mình ghi đâm ra có tờ đó. Rồi cái này là mình số tiền của Mạnh Thường Quân mình chung tay vô cái nhà ha. Chị Nguyễn Mỹ Linh ở Mỹ ủng hộ vô cho 300 đô. Lan Quỳnh ở Mỹ ủng hộ vô cho 200 đô. Và chị Phùng Thị Thu Cúc ủng hộ vô cho mình là 500 đô, là bốn cái này cộng lại là bằng 1,000 đô. Ba cái này cộng lại là bằng 1,000 đô cái nhà ha. Thì mình quy đổi là 100 đô bằng là 2,350,000. Thì là mình quy đổi nè, 2,350,000 mình quy đổi, mình đổi ra 1,000 đô bằng 23,350,000 cái nhà ha. Rồi kế tiếp nữa của chị Quách Ngọc Thấm gửi vô 100. Cái tiếp nữa là chị Quách Ngọc Thấm ủng hộ vô cho 1,000,000 đồng. Và một chị giấu tên ở Củ Chi bán thuốc thì ủng hộ vô cho mình đó là 5,000,000 đồng. Và chị Ila gì em? Dạ Khoa Ila Vinh. Dạ, và chị là Khoa Ila Vinh. Dạ. Là hai vợ chồng chị Khoa Ila Vinh chuyển khoản vô cho mình là 2,300,000. Thì tổng số tiền này cộng lại là 31,350,000 cái nhà ha. Bắt đầu mình trừ tiền hóa đơn từ hóa đơn vật tư số 1 á cái nhà ha, là 5,334,000. Tờ hóa đơn 2 là 707,000. Tờ hóa đơn 3 là 5,510,000. Công thợ thì tính 2 ngày bây giờ như vậy là lên thêm là mình phải trả thêm là công thợ là 6,000,000 cái nhà ha. Phòng ngủ ăn uống rồi các thứ linh tinh, nói chung là chi phí linh tinh cho mình và thợ á, lúc đầu là 2,000,000 thôi, nhưng mà cuối cùng ở thêm 1 ngày nữa thì mình xin thêm cái nhà 1,000,000 nữa là thành 3,000,000 đồng. Rồi 31,350,000 trừ ra con số này, trừ cho 5,334,000, trừ cho 707,000, trừ cho 5,510,000, trừ cho 6,000,000, trừ cho 3,000,000, còn lại là 10,779,000. Rồi là tiếp tục là cộng vô cái nhà mình ha. Anh Thị Kim Bùi ở Mỹ gửi vô cho trạm mình 100 đô. Và chị Y là, và chị là Mili. Và chị Mili thì sáng nay thì cũng rất là may mắn, thì sáng nay là chị Mili có tự nhiên có gọi điện về cho mình hỏi là trạm này ở đâu sao, thì chừng nào mới tiến hành. Thì mình nói là mình đang thực hiện, chị hết hồn, chị nói vậy chị chuyển vô cho mình một chuyển về cho mình đó là 400, chuyển về cho mình đó là 330 đô. Chị Imi ở nhà ha, chuyển về cho mình là 330 đô, ủng hộ vô cho chỗ mình làm ton là 100 đô. Thì như vậy là 100 đô của anh thì Kim Bùi và 100 đô của chị Imi là bằng 200, đổi ra là bằng 4,700,000. Thì là 10,779,000 cộng vô với lại 4,700,000 này nữa thì bằng 15,479,000. Là cái phần này là phần còn dư còn lại cả nhà ha. Tất cả cả nhà mình ủng hộ vô cho trạm chị Khánh Ngọc là hiện bây giờ trừ hết chi phí ra lại là còn dư được là 15,479,000. Thì nhân dịp đây thì mình cũng nói thêm chị Mili, chị Mili ở Mỹ gửi về cho mình là 330 đô. 100 đô thì vô cho trạm chị Khánh Ngọc. 100 đô thì về một chị ở Hóc Môn mình, mà mình xin giấu tên đi. Mình xin giấu tên tạm thời chứ mình nói ra rồi cái hối thúc mình làm không kịp. Là 200, 100 đô nữa thì là 100 đô còn lại thì vô tiền quỹ chung của cả nhà mình. Rồi cộng vô chị cho mình 30 đô cái nhà ha, là 330 đô của chị Mili. Thì còn anh Thị Kim Bùi á thì là gửi về cho mình 500 đô, thì 100 đô gửi cho bà xã mình.
100 đô thì gửi cho mình để dành đi làm lệ phí đi đường, và gửi cho Xuân Quỳnh 200 đô để cho Xuân Quỳnh đó là ủng hộ cho Xuân Quỳnh làm xe, còn 100 đô đó thì là về đây cái nhà ha. Đó là phần của anh Thị Kim Bùi, mình cũng thông báo cả nhà mình hết. Về cái phần sổ sách đó thì mình đã thống kê trong cho cả nhà mình xem rồi ha. Hiện bây giờ là cả nhà mình còn nhớ còn biết là còn dư là 15.479.000 là về trạm của chị Khánh Ngọc. Thì mình rất là mừng, rất là vui khi cả nhà mình mà ủng hộ một số tiền rất là lớn trong vòng mấy ngày mà ủng hộ một số tiền rất là lớn về cho trạm chị Khánh Ngọc. Thì vì chỗ đó mình rất là vui mừng là chị Khánh Ngọc và các bé ở đây có được cuộc sống tốt hơn. Và chị Khánh thì cũng xin một ít để làm vốn buôn bán cho các bé. Thì cả nhà mình ủng hộ như vậy thì chị Khánh Ngọc sẽ còn được một số vốn, rất là mừng cả nhà mình. Rồi cả nhà mình cho mình đính chính thêm chỗ này chút xíu cả nhà ha, có hơi sự nhầm lẫn chỗ này chút xíu. Có nghĩa là tài hóa đơn này là tài hóa đơn toan. Thì hồi nãy mình nói cả nhà mình là 5.510.000 nhưng mà thật sự ra là chị Khánh có cọc ở trong đây là 2 triệu đúng không? À đã cọc rồi. Trước 2 triệu mà trong đây không có ghi rõ ra mình không biết. Thì như vậy là có cọc vô nữa là cộng vô thêm 2 triệu nữa là thành cái tài hóa đơn này là thành 7.510.000 hết cả nhà ha. Thì có nghĩa là bây giờ khỏi có lòng vòng nhiều thì cái tiền còn dư 15.479.000 trừ thêm 2 triệu nữa là còn 13.479.000. Nghe cả nhà mình nha, cái nào ra cái đó đàng hoàng. À, tổng số tiền cả nhà mình mà chung tay vô cho trạm chị Quách, chị Ngọc và chị Khánh là 36.350.000 là tổng số tiền. Tổng chi ra cho cái máy này là mình chi ra tổng cộng là 22.871.000. Như vậy là còn lại là 13.479.000 nha cả nhà mình nha. Con số này là con số cuối cùng. Rồi bây giờ là mình đã hoàn thành hết cả nhà ha. Đây là bây giờ em đóng sát vô luôn giùm anh. Rồi xong đó, nguyên đây là nguyên một khung xong hết cả nhà. Trên đây thì còn trống một chút xíu mà chị Ngọc kia cứ để cho thoáng á. Ở đây là cũng có cái cửa hông để gắn lại vô là dùm cho chị các bé không ra rồi. Cả nhà thấy là đã hoàn thành ha. Đây. Đó. Rồi xây giáp vòng cho cả nhà mình xem nha. Rồi đó. Rồi giờ bây giờ em mở cửa mà em mở hết mấy cánh ra giùm anh cho cánh mà nó trước cho cả nhà. Cánh bên đây trước. Hết ra đâu, nhẹ nhàng thôi cả nhà ha, không có nặng nề gì đâu. Nó mặc dù là một cửa lớn nhưng mà rẫy rất là nhẹ. Rồi đó kìa, cả nhà mình thấy cái cánh cửa bự vậy là thoáng chưa. Rồi hoàn thành nha cả nhà mình. Giờ là hiện giờ là cả nhà mình thấy là 13:19 là 1:20 rồi đó, mà mấy anh em ráng làm cho xong luôn, chưa ăn cơm. Bây giờ là thanh toán tính hết một cái là bắt đầu là về cả nhà ha, đã hoàn thành nha. Em quay giùm anh, em cầm máy giùm, em quay giùm anh cái đừng cái tay bên đây che cái camera này. Nó ba camera rồi. Chị Ngọc ơi, chị Ngọc. Bây giờ còn nợ là 6 triệu đúng không, tiền tổng tiền của mình còn dư lại là 13.479.000 ha. Bây giờ em xin quyết định là em gửi lại cho hai chị là chẳng 13 triệu, còn là tiền thợ là 6 triệu đúng không, em lấy 479 em đưa qua cho thợ luôn, coi như là em bồi dưỡng thêm cho thợ là 479.000 nữa ha, là thành 6 triệu đúng không. Ba triệu là siêu nhanh lời 200 mấy ngàn đúng không, lỗ 200 mấy ngàn. Mà còn bây giờ là phần bên đây cái nhà mình thì bây giờ là tổng số tiền của cái nhà mình là còn dư lại là 13.479.000, mình lấy 49.000 mình bồi dưỡng cho thợ, có nghĩa là còn chẳng 13 triệu. Mà chị Khánh là xin là 8 triệu để làm vốn đi bán cá đó nhà ha. Thì bây giờ là đúng ra thì là chị Ngọc chỉ còn muốn xin cái máy to nữa đằng sau để làm cho cái bé mèo khỏi dột nữa, nhưng mà số tiền này là không đủ cái nhà mình. Thì bây giờ là em quyết định ha,
em đưa cho chị là 8 triệu theo như yêu cầu của chị là xin để làm giống bán cá. Thì cái phần còn lại á, em về sẽ đưa cho 2 tỷ luôn. Nếu như mà mai chiều mà ví dụ mà có ra làm con nó tiếp tục ở máy sau á, thì xin chị trả lại các bạn đó cho em để em vô em làm thêm. Còn nếu mà không làm nữa thì em xin gửi luôn là như là em với chị là cả nhà đã ủng hộ chung tay vô cho chị là đã xong ha. Tổng số tiền là 36 triệu mấy trăm, nãy em đặt rồi em quên rồi. Thì bây giờ phần còn dư của mình là đúng 13 triệu ha. Thì em xin gửi lên 13 triệu. Mà chị biết mình đúng 13 triệu không? Chị biết mình đúng 13 triệu không? Đúng 13 triệu không? Ví dụ mà mai chiều mà không có làm cái gì nữa thì là vốn của chị là tới 13 triệu ha. Còn nếu như mà mai chiều rồi có làm gì nữa thì là theo như yêu cầu của chị ban đầu là xin 8 triệu thì là mình xin gửi 8 triệu là chị phải trả 13 từ 8 còn 5. Và chị phải trả vô 5 triệu tiếp tục là mấy con nó sao. Còn nếu như mà không thì thôi ha, là vốn của hai chị đúng 13 triệu. Đúng 13 triệu đúng không chị? Rồi em xin gửi là cho hai chị để làm vốn buôn bán rồi cho bé. Em xin chúc hai chị là mua mai bán đất để cho tụi nó có thức ăn. Và hôm nay là cả nhà và mạnh thường quân của em là chung tay vô cho tặng cho hai chị và đã làm hết rồi, hoàn thành theo ý muốn của hai chị đã xong ha. Còn như là số tiền hôm nay em xin giao, tại vì đúng là không tới mà sáng nay có một chị ở Mili ở Mỹ gửi về thêm tiếp 100 đô nữa. Là em chưa có nhận nhưng mà em tính tiền ở trước. Thì em gửi cho chị 13 triệu là tổng số tiền của cả nhà em chung tay vô làm cửa lại cho cả hai chị. Trước tới em không nghe. Rồi thì em nói thiệt chị á, là cái chị hai chị là lần đầu tiên em trực tiếp làm 2 ngày, chứ còn ấy là em tới là 1 ngày hoặc là em tới là em sắp xếp em đi về. Riêng hai chị thì em đã kêu gọi và em đã trực tiếp ở đây làm hết ngủ 2 đêm, là đối với em cũng hơi bị khó khăn trong việc nhà của em chị ha. Em thấy rất là đặc biệt. Thì hai chị không cần cảm ơn em đâu, cảm ơn Mạnh Thường Quân là được rồi. Tại vì em chỉ làm cầu nối thôi, tất cả là của Mạnh Thường Quân, hai chị cũng biết rồi. Nhưng mà anh là cầu nối rất là vững chắc, bởi vì Mạnh Thường Quân rất là tin tưởng anh. Vậy chứ mà cũng bị chửi lên chửi xuống. Làm sao mà không có chuyện này chuyện khác, ai mà không gặp chuyện này chuyện kia, không có vừa ý mình. Nhưng mà thôi chạy, anh làm, em thấy anh làm giúp đỡ các trạm như đó là quý quá rồi. Các bé nó mới có phước biết nhiều, đó cho nên nó là anh làm vậy là tụi em mừng lắm, và các trạm khác là cũng rất là mừng. Mình mong anh tiếp tục sẽ giúp đỡ được nhiều hơn trạm nữa, nhiều các trạm nữa. Em cảm ơn Mạnh. Em cảm ơn Mạnh Thường Quân rất là nhiều đã giúp đỡ cho trạm của em. Xây được cái phòng có cửa này kia như vậy, và một cái phòng hoàn chỉnh 83 m² rất là lớn, để cho các con có chỗ, và ban đêm hoặc trời mưa thì các con có thể ngủ ở trong này ấm cúng mà không phải ướt gì hết. Giờ thêm phần nữa là Mạnh Thường Quân đã rất là nhanh, rất là yêu thương, và giúp thêm vốn cho em để em cũng buồn bán cá, để cùng nuôi các con của em. Em cũng cảm ơn các Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Rồi vậy nha cả nhà mình, thì chị Ngọc và chị Khánh đã gửi lời cảm ơn đến cả nhà mình rồi. Thì giờ cũng một rưỡi trưa rồi, ba anh em chưa ai ăn cơm gì hết. Rồi mình cũng xin khép clip này lại. Cả nhà cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều, cảm ơn cả nhà mình đã yêu thương các bé, yêu thương chị Khánh và chị Ngọc đã chung tay góp sức vô là làm cho chị Ngọc với chị Khánh một cái máy, một cái giấc chè rất là chính đáo ha. Rồi mình xin thay mặt chị con cảm ơn tất cả các Mạnh Thường Quân mình. Chúc các bạn Mạnh Thường Quân được trong nước cũng như ngoài nước ở nhà ha, được nhiều sức khỏe nha. Rồi chào tạm biệt cả nhà mình ha. Hẹn cả nhà mình tới giúp em sao quá trời. Rồi em chúc hai chị được nhiều sức khỏe ha, chăm lo cho các bé ha. Chúc chị Khánh là mua bài bán đất ha. Mua là có tiền thôi rồi nói ha. Rồi em xin phép gì em về luôn nha. Em về đâu hai chị.